Tôi lại lượm đồ chơi mới gì vậy nữa? Thì ra cái này cũng chỉ là cái đồ trồng cỏ cho mấy nhỏ mèo thôi, mà tại tôi thấy cái hình của cà gót dễ thương quá mút luôn. Đổ hạt vô nghe, người ta cho tới 5 bịch lận mà tôi đổ 3 bịch trước thôi. Tại vì sợ cái gì tôi trồng bị fail á, lấy 2 bịch kia ra xài tiếp. Mấy nhỏ này nó ngồi nó me tôi làm mọi người ơi. Ê, lúc mình làm thì nó bu đồ dữ lắm ha. Tới hồi mà làm xong rồi mà không đứa nào ăn á là tôi năn nỉ nó đó. Rồi giờ mình sẽ ngâm cái đống hạt này trong vòng 8 tiếng nha. Sau khi ngâm 8 tiếng thì mình sẽ đổ trơn nước ra, để mấy cái hạt ngâm rồi lên cái khay ở trên nè. Rồi mình thêm nước vô cái khay ở dưới, mà thêm nước tới cái vạch của ba cái lỗ này thôi nha. Để tôi gắn cái lá vô cái nữa cho giống củ cà gót. Dễ thương ha, mà chưa biết là có lên cây không nữa. Nào giờ tôi trồng bằng đất không à, lần đầu tiên trồng theo kiểu này á. Sau một vài bữa thì tôi thấy nó có nhú nhú lên mầm xíu rồi nè. Để vài bữa nữa coi nó có lên hết không, tôi cho mọi người coi nha. Trong thời gian chờ đợi thì mọi người có thể lên shop video chơi á. Tại vì tháng 4 này có rất là nhiều ưu đãi hấp dẫn, mà bữa nay 30 tháng 4 là ngày cuối luôn rồi á. Ê rồi. Trên Shopee Video là có lọt voucher giảm tới 50%, mà vào 30 tháng 4 này là mọi người còn có cơ hội nhận 500.000 xu nữa. Sẵn sàng cũng có thể coi clip trên Shopee Video của tôi luôn nè. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha.